Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn ván đấu rất hấp dẫn giữa tay độc Nguyễn Thành Bảo và kiện tướng trẻ Phan Trọng Tính của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ván đấu tại vòng 3 giải cờ tướng đồng đội toàn quốc 2021, nội dung cờ tiêu chuẩn. Mời các bạn thưởng thức ván cờ đối công rất hấp dẫn của hai kỳ thủ. Biên bản vòng 3.吃 将军。 将军。 将军。将军。
吃。 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 将军。 吃。 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 将军。
Xe 5 tấn 3 đang dò sát cục. Chơi đến đây thì tay độc Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ đối công rất hấp dẫn của hai kỳ thủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.